Phần dưới giải thích cho chúng ta về vô trước Vấn đề này rất quan trọng Không có y chấp trước Niệm Phật như thế chắc chắn giảng sinh Người có công phu cao sẽ sinh phương tiện hữu dư đồ Như Kim Kim Cang nói Không có định pháp nào Tên A Nậu Đa La Ta Miệu Tam Bồ Đề cũng không có đến pháp nào như Lai nói Hai câu này trong Kinh Kim Cang Nói những lời chân thật với ta Ta miệu ta bồ đề Dịch sang tiếng Trung Là vô thượng chánh đặng chanh giác rốt cuộc câu này nói những gì là nói trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tăng thứ vốn có trong tự tăng không có tên phật đặt cho nó cái tên tên là giả thiết tên có thể đổi thích dùng tên nào thì dùng tên đó bởi thế không có điểm pháp nào để nói cũng không có định pháp nào như Lai nói 49 năm Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp cho chúng ta Nên biết rằng không có định pháp nào để nói Tại sao vậy? Pháp như Lai nói đều không thể nắm bắt Không thể nói nó là phi pháp phi phi pháp Đạo lý những câu này rất cao sâu Những lời như Lai nói đều không được nắm giữ, giữ là gì? chấp trước. Tại sao không giữ được? Trong tự tánh không có pháp. Nếu chấp trước những lời này sẽ mãi mãi không bao giờ chuyển tánh. Sẽ sai lầm. Cổ nhân có thí dụ Phật thuyết Pháp được ví như lá vàng ngừng khóc Trong kinh Phật có công án này Nghĩa là sao? Đứa trẻ đang khóc Người lượng nhặt chiếc lá vàng, chiếc lá rụng từ trên cây xuống, chiếc lá màu vàng rất xinh rơi xuống, lá vàng mùa thu, lấy nó để dỗ đứa bé, ngoan nào cầm cái này giá trị lắm đấy, có thể đổi được kẹo, cầm chiếc lá thằng bé liền nín, mục đích là dỗ dành nó, đạt được kết quả như ý. Nhưng nó không phải thật, đừng nên cho là thật. Phật thuyết pháp cũng như thế, dùng lá vàng dỗ trẻ quý vị đừng cho là thật nếu tưởng là thật là mắc lừa tất cả pháp phật nói giúp ích gì giúp chúng ta giác ngộ giác ngộ vấn đề không phải đã được giải quyết ư có nhiều phương pháp giúp người giác ngộ căn tánh mọi người khác nhau người nào dùng cách đó không phải tất cả chúng sinh đều dùng một phương pháp vô lượng pháp môn là vô lượng phương tiện phương pháp niệm phật tịnh độ bất kể căn tánh thế nào đều có thể học đều mang lại hiệu quả phương pháp này rất hay nếu không biết căn tánh của mình là gì nên dùng phương pháp này chắc chắn không bỏ lỡ Những phương pháp khác cần phải tương ứng với căn tánh của mình Mới mang lại kết quả Không tương ứng sẽ không kết quả Vì thì tại sao chư Phật Như Lai khen ngợi Pháp môn tịnh độ tán thạng đạo lý trong kinh vô lượng thọ là ở chỗ đó Vì nó thông dụng dạng linh đơn bệnh nào chữa cũng khỏi không bệnh nào chữa không khỏi đây chính là pháp sư từ dân quán đảnh đời nhà thanh đã nói với chúng ta chúng ta phải tin tiêu nghiệp chướng ngài nói nghiệp chướng của chúng ta quá nặng cho dù kim gì pháp sáng nào đều không hiệu quả không thể tiêu được nghiệp chướng của chúng ta Cuối cùng có một phương pháp Chấp trì danh hiệu Chắc chắn sẽ tiêu mất Mẫu chốt của việc có thể tiêu hay không là ở chỗ nào Chúng ta đã tin hay chưa Thật sự tin thì có thể tiêu Ta đang hoài nghi như thế thì chịu Tâm không chút hoài nghi như trường hợp ở tiểu diện sơn tây mấy năm trước bốn mươi mấy người bị chứng ung thư bác sĩ tuyên bố không thể chữa trị nói với họ về nhà chắc còn khoảng được hai ba tháng thời gian những người này quay về họ là những người niệm phật người có học phật vì vậy không có ý nghĩ muốn sống thêm nữa Quyết tâm niệm Phật cầu giảng sinh tịnh độ Quyết làm Kết quả niệm hơn một tháng Niệm xong lại tiếp tục niệm Sau ba tháng quay lại tai khám bệnh không còn nữa Giới y học cảm thấy kỳ lạ Lục tất cả bệnh án xem lại Ngày trước có thật Sao bây giờ biến mất Lẽ nào chẳng đoán nhầm Người đông thế Đây là gì Pháp sư Quán Đảnh đã nói Một câu danh hiệu Sẽ mang lại kết quả như thế Nếu những người kia không chân thành Khẩn thiết như thế Niệm Phật như những người bình thường khác Không mang lại kết quả Đấy chính là thành kính như đại sư ấn quang đã nói mười phần thành kính sẽ được mười phần lợi ích những người này là trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích ngang phần thành kính sẽ được ngang phần lợi ích hồi trước tôi đã từng nói tôi mở ngài thần tú và ngài Huệ năng dùng hai dễ làm thí dụ đại sư thần tu thành kính trăm phần với thầy Thành kinh trăm phần với Phật Pháp, Ngài được trăm phần lợi ích. Nhưng Ngài quệ năng đối với Thầy mình, đối với Phật Pháp, thành kính giảng phần. Vì thế những gì Ngài có được là duyên mãn, được giảng phần ích lợi. Tuy Thầy chỉ nói Kinh Kim Cang với Ngài qua hai tiếng, Ngài được giảng phần lợi ích. Câu nói của Ấn Tổ rất hay Ta được bao nhiêu tâm thành kính Một số người bây giờ không có thành kính Bởi thế bây giờ khó Không có thành kính họ không được lợi ích Càng không tin Phật Những gì khởi lên đều tác dụng tương phản Bởi vậy phải thật sự có tâm thành kính Đến kéo họ khiến họ thấy được Họ mới tin Lòng tin đó chẳng qua một phần Hai phần mà thôi Nếu muốn trăm phần ngàn phần đối với họ Đấy không phải chuyện dễ Không thể không hiểu đạo lý này Bởi thì phải hiểu được tính chất của tất cả Pháp Thế Tôn nói trong 49 năm Không thể nắm giữ, không thể nói phi Pháp, phi phi Pháp Phật thật sự đã nói tất cả thử thật chân tướng cho chúng ta.